Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký với lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hai bọn ngươi ở ngoài đợi, ta vào bàn với tên họ Lý. Ơi, tự tính là gây một trận, nhưng mà tên Lý yêu nhiên này như không có gì cả, vẫn rất là lễ phép chu đáo. Lão hầu ra, đường ra đường vạn lý. Đấm đánh xuống vỡ chén, người đâu, mau dâng lên một bát Hàn Yên trà cực phẩm cho lão hầu ra nào. Đủ rồi, hôm nay ta đến không phải là uống trà, gọi hai tên xúc sinh Lý Phong ra đây. Lão hầu ra đến tình cờ thật, chúng phạm sai lầm đang bị trừng phạt. Vậy chúng phạm chuyện gì vậy? Thật ra cũng là vì chuyện của Đường công tử, giới luật đường. Người nói sao là do Mạnh gia sai khiến? Chính là vậy. Mạnh Hải Châu từ sớm đã có ý với vị hôn thê của Đường công tử. Ba người mới dùng thủ đoạn như vậy. Đã hiểu rồi, hôm nay đa tạ đã tiếp đãi. Cáo từ. Đi, đến Mạnh gia tính sổ. Vãn bối tiếp đãi không chu đáo, mong lão hầu gia bỏ qua. Tiểu gia Tống gia. Một chủ, một bát thức ăn, một vò rượu ngon. Cho dù là đời trước là sát thủ mạnh nhất thiên hạ thì sao, ở dị thế giới chỉ là một người cô độc. Huynh đài hảo tiểu nương. Bây giờ trời đang mưa to gió lớn, có duyên gặp nhau, chi bằng cùng uống. Mưa thu buồn hiu hắc, trong tiểu điếm tương ngộ cũng là có duyên, sao không được, mời. Đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Trong kinh thành, thiếu niên phong hỏa thế này thật hiếm gặp. Nếu biết tiểu huynh đệ là hậu nhân danh gia nào? Thế gian phù bình bổn vô danh, du hí nhân gian quân mặc vấn. Không lẽ trước mặt của huynh đài, chỉ có hậu nhân danh gia mới có phong thái trác nhiên? Ơi, nỡ lời tự phạt một nỉ. Dám hỏi tiểu huynh đệ cao tánh đại danh, sau khi uống đôi người đôi ngã, tên tuổi nhớ được gì, quên được gì? Tiểu huynh đệ tuổi nhỏ mà mở miệng toàn là văn chương, tại hạ thất lễ. Tiểu huynh đệ nói có lý, là ta đã quá tục rồi, nguyện phạt một nỉ. Huynh đài đây là tự phạt mãi, không phải là muốn uống nhiều hơn ta đấy chứ? Rượu này tuy vô danh nhưng là rượu ngon. Rượu này xem như tình cờ uống nhiều hơn. Rượu ngon ta nói này, chỉ e là huynh đài chưa từng uống qua rượu ngon mà thôi. Tiểu điếm của Tống Lão Tam này tuy không lớn, nhưng có tiếng ở kinh thành. Hôm nay gặp trời mưa, được Tống khoái uống rượu này là phúc khí của ta. Tiểu phùng chi kỷ thiên bối thiếu, thoại bất đầu cơ bán cú đà. Rượu không ngon người vô vị, uống rượu thế còn có ý nghĩa gì, đi thôi. Vương gia có cần đuổi theo? Không cần, tên này tuy ngông cuồng nhưng có bản lĩnh. Khi đi, còn nói lại một câu thú vị. Trong kinh thành này, dám mắng ta ngoài Hoàng huynh ra đúng là không có ai. Tiểu tử này cho ta cảm giác khác lạ. Xem như thành công, nếu không có trận mưa lớn, đúng là không dễ gì có được hàng của Đường ra. Đúng là trời giúp. Đường ra Đường Nguyên. Nếu không phải là tên đó, dụ các cao thủ của Đường ra đi, lại có 14 vị huynh đệ liều mạng đoạn hậu, bọn ta e là cũng. Lần này huynh đệ chúng ta xem như là đắc thủ, đại đương gia biết chắc chắn là sẽ rất vui. Mau ra vật này cho đại đương gia. Ấy, chúng lấy gì của Đường ra, tổn thất đến thế còn vừa ý. Đường Nang ca, nếu Đường ra điều tra, e là người dẫn đường. Người dẫn đường đó, e là khó thoát khỏi cái chết. Kẻ nào ra đây? Một tên ngân huyền, ba tên cửu phẩm, ác chiến hôm nay là khó tránh. Cách phá cục là trong huyền khí này. Huyền khí chói mắt trong thế giới này như một tấm bia. Kim tiền tiêu yểm hộ, phi đao làm sát khí. Kim sắc huyền khí địa huyền, đột kích trong mưa. Trời diệt ta rồi, rõ ràng là địa huyền, tại sao? Ấy, tiến lùi sơ sót lúc này đủ để mất mạng. Vua sát thủ ở dị thế, lần đầu tiên hiển lộ răng nanh,
triển hiện kỹ thuật giết người. Ngươi không phải địa, đâu là cao thủ địa huyền, đối phó vài tên rác rưởi bọn ngươi có cần phải đánh nén. Khai thiên tạo hóa công quả nhiên là huyền diệu, bắt chước huyền khí khó mà phân thật giả, để ta chiếm lợi. Vật này ta lấy không khách khí, chớp mắt giết vài tên còn cướp được bảo vật, ở đây sao có thể có tên lợi hại vậy? Tiếc là trăm mật một hở để lại dấu vết, ta phải cho ngươi đền gấp trăm lần. Chết tiệt, hắn cố ý để lại dấu vết là dụ ta ra. Tóm lấy chúng. Quân Đường ra đến nhanh thật, hủy đi dung mạo không để manh mối. Thiếu gia sao cả người ướt vậy, máu thay áo kẻo nhiễm phong hàn. Ai biết thiếu gia lại nổi điên gì nữa, trời mưa thuật to thế còn ra ngoài. Tiếng tiêu từ đâu vậy? Tiếng tiêu cô tịch, sầu như mưa gió, là ai đang khổ não ai oán? Tiêu âm rất hay, rất đẹp. Khả linh vô định hà biên cốt, ưu thị thậm khuê mộng lý nhân. Quản Thanh Hàn, con gái của thế gia Quản Thị, tài nữ thiên hương quốc, đại tẩu quân Mạc Định, cũng là vợ của quân Mạc Yêu. Ơi, lúc rảnh vô sự, tùy tiện thổi thôi, lẽ nào tam thiếu cũng là hành gia? Cũng là hành gia, từ nhỏ hai nhà đã định thân. 3 năm trước hai nhà chuẩn bị tổ chức hôn lễ, nhưng gặp phải đại chiến với thần tứ đế quốc, quân Mạc Yêu xuất trình. Không ngờ quân Mạc Yêu chôn xác xa trường, làm đôi thanh mai trúc mã này u minh dị nộ. Quản Thanh Hàn đau đớn, không nghe người nhà khuyên chạy đến quân gia, ở đây với thân phận là trưởng tôn vị phong nhân, để phụng dưỡng người già. Quân Mạc ta không an phận, nói lời khinh bạc, hành động buông đùa, đến Quản Thanh Hàn rất là chán ghét. Đừng ra tay dạy dỗ. Vị nữ tử này nặng tình như vậy đúng là bội phục. Tiếng tiêu là tiếng lòng, chuyện cũ đã qua, đại tẩu đừng nên buồn lòng. Mạo muội làm phiền, cáo từ. Hôm nay sao tên ngang bướng này lại như trở thành một người khác vậy? Ba cao thủ xuất động vì cướp thứ này, rốt cuộc đây là bảo vật đáng giá liên thành gì vậy? Kim ti đàn cực phẩm, hay là cái này hàn ngọc cực phẩm, xem ra vật bên trong không tầm thường. Bao nhiêu vật giá, bao nhiêu vật quý giá đều ở trong viên hoàn nát này, không đơn giản nhé. Đúng rồi, không lẽ là huyền đan? Huyền đan trong cơ thể của huyền thú cấp 3 trở lên mới có. Là đường ra quý như vậy, ắt là phải hơn nữa. Bây giờ tính sau, nếu trả lại cho đường ra, thì lai lịch của ta khó mà giải thích cho rõ. Nếu như không trả, ta cố ý giữ gì, ta vẫn chưa thể xác định tác dụng của nó. Bỏ đi, ta giữ lại trước. Nghe nói mùi hương của kim ti đàn rất hữu dụng với giấc ngủ. Mạnh gia nói, là tên nào đứng sau sai khiến? Tha cho thuộc hạ, lão hầu gia thuộc hạ không biết. Lão gia, cái gì, nhà có chuyện rồi. Huyền đan của người đã bị cướp đi. Bọn họ đã đắc thủ, ngươi nói sao? Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Bội kiếm và ngọc bội, trong 3 ngày không đưa ra, ta sẽ đi bẩm cáo thượng hoàng. Trở về ngay. Không ngờ tam thiếu cơ thể nhỏ bé thế mà lại theo kịp cường độ tập luyện lặng của chúng ta. Nghe nói tam thiếu trước khi đến đã tập luyện 2 thời thần, làm nóng và tập quyền không nghỉ chút nào. Thời gian tập luyện không được nói nhiều. Còn 8 vòng nữa, tất cả theo ta, chưa ăn cơm hay sao? Giờ nghỉ trưa, cường độ này cố lắm mới hoàn thành. Chúng ta có cược, xem tam thiếu chiều nay có đền hay không, có đến hay không. Cần gì cược, khẳng định là không. Huấn luyện ở kiếp trước đã lâu chưa gặp, không hề chạm đến đinh dài hai bên. Ngón tay ở tốc độ cực nhanh, đánh trúng thanh tre ẩn phía sau. Cách tập này chủ yếu huấn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Nhìn đơn giản dễ làm, nhưng thật ra đầy gai nhọn. Chỉ cần một chút sai sót sẽ bị gai đâm trúng. Bắt đầu nào. Tập hợp. Ngươi xem, sắp đến rồi, ta nói tam thiếu sẽ không đến. Vẫn chưa đến giờ mà. Không phải chứ. Tiếp tục huấn luyện. Huấn luyện hôm nay kết thúc. Không ngờ cậu ta chịu đựng được cả ngày như chúng ta.
Sao đã kiên trì hơn trước rất nhiều. Tố chất cơ thể của Tam Thiếu không bằng chúng ta. Ý chí e là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ngày nay nếu xuất hiện tình trạng này, 300 người không chừa một ai đều cút hết cho ta. Không bằng cả phế vật. Thì quân gia không nuôi, rõ. Thiếu gia cẩn thận, không sao chứ thiếu gia. Không sao. Hồng quân tháp. Mệt mỏi và thương tích tập luyện một ngày đều biến mất cả, vết thương cũng. Tập hợp. Hôm nay tiếp tục tập luyện. Chưa tập thực chiến. Không phải, hôm qua huấn luyện. Chúng ta tí nữa là không chịu nổi. Cậu ta như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quái vật, cậu ta đúng là một quái vật. Đúng là khó tìm. Hôm qua huấn luyện xong, cơ thể của nó gần như là không chịu nổi. Sao hôm nay đã khỏe lại? Não não ra, không xem nữa sao? Đã đủ. Não bành, hôm nay ông uống với ta. 3 ngày sau, kim thu tiết. Túy tiền nâu. Huynh đệ, có kịp ra chơi, có dịp ra chơi, sao lại buồn bã như vậy? Có chuyện gì sao? Vẫn là chuyện thiên kim đường đấy. Xem ra vì chuyện huyền đan, ta cũng đang tính thừa dịp này dò hỏi về lai lịch viên đan. Tối đó đi tìm mạnh gia tính sổ, không ngờ trong nhà, thối bỏ đi không nói nữa, nói ra càng buồn. Ta hỏi lại tên béo, nhà của ngươi đã mất gì vậy? Ngươi buồn như có đại thù, làm ta cả rượu cũng uống không trôi. Tam Thiếu, lần này nhà ta mất là một vật rất là quý giá, huyền đan đấy, Tam Thiếu. Cái đó có gì mà hiếm, trong tay ta cũng có một viên. Ơi, ngươi tưởng là hàng phổ thông cấp 5, cấp 6, nhà ta là mất, viên huyền đan cấp 9 đỉnh cấp đấy. Nếu địa huyền cường giả dùng huyền đan cấp 9, đủ từ địa huyền tăng lên thiên huyền đỉnh phong. Nếu là cường giả thiên huyền trung giai, phụng dụng nó, thậm chí lên được cảnh giới chí tôn thần huyền. Chí tôn thần huyền đấy Tam Thiếu, trong thiên hạ cao thủ như thế chỉ có vài người. Thật sao công hiệu cao vậy? Ngươi không biết đâu, ta đúng là khổ lắm. Trên đời này nghe được, ta kẻ khổ chỉ có mỗi mình Tam Thiếu người. Này, nước mũi của tên béo, nhớ ném xa một chút. Tên nào là ai ném lung tung ra đây? Là tên nào ném giấy mũi lung tung ra đây cho lão tử, để lão tử diệt cửu tộc của hắn. Đường béo, ngươi ném chuẩn thật đấy, bội phục. Nghe thấy gì chưa? Hắn nói diệt cửu tộc nhà ngươi đấy hả? Thằng nhãi danh, ngươi cười cái gì? Còn ngươi nữa tên béo, ngươi đúng là muốn chết. Ngươi nói gì chứ? Lão tử tâm tình không vui, ngươi còn dám ngang tàng trước mặt của ta. Lão tử ném nước mũi vào mặt của ngươi là lẻ mặt ngươi, ngươi còn mắng lão tử. Được rồi, dạy dỗ nhẹ nhàng là đủ, tên này có vẻ có lai lịch đấy. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Cả người ta là ai? Ta cũng không biết. Cả ngươi là ai ta cũng không biết. Có lai lịch gì chứ? Là hạng tiếp diều. Thú vị đấy, hai tên khó chọc nhất kinh thành mà cũng có người dám chọc. Cho dù là tổ sư gia của ngươi đến, bổn thiếu gia cũng không sợ. Đợi cha ta đến sẽ giết các ngươi. Chính là hai ác nhân này đã đánh công tử ra thế này. Có nhìn gì nữa, mau diều thiếu gia dậy, bắt hai tên gan to hơn trời này. Tần bang chủ, chuyện này có cần giao cho chúng tôi? Con ta bị đánh thành thế này mà giao cho các người. Hai tên khốn này hôm nay ta sẽ dẫn đi. Ta muốn xem ở Bắc Thành Túy Niên lâu này, tên khốn nào dám động vào con trai của Tần Hổ ta. Ấy không lẽ bá tánh không lai địch như ta, mặc cho con trai bảo bối của ông ăn hiếp. Ta còn nhớ có vai vế gì, thì ra chỉ là bá tánh bình thường. Tên mặt trắng, hai người đánh con trai ta ra thế này còn muốn sống được hay sao? Tần Hổ thì là cái thá gì? Uy áp mạnh thật, không lẽ đối phương không phải là người tầm thường? Tại hạ Tần Hổ, là bang chủ của Bắc Thành Bang, dám hỏi các hạ là, con trai ngươi mạo phạm công tử đường phủ bọn ta. Tội cũ cũng bỏ qua, công tử nhà ta rộng lượng chỉ đánh vài cái, không so đo con của ngươi. Nhưng người làm cha như ngươi, lại hưng sư vấn tội, lại muốn bắt hai vị công tử đi, Tần Hổ, ngươi đúng là to gan, mồm miệng nanh nợi, vừa mở miệng đã neo lên đầu của đối phương. Đại công tử của đường phủ,
Sao lại gặp? Người không muốn gặp nhất ở đây thế này. Vài ngày trước, con ta trêu chọc thị nữ nhà họ nào đó, thị nữ nhà nào đó, tối đó mất tích, bị người ta bắt đi chất vấn, còn phá đi đan điền, cả đời không có được tu vi không nói, còn tí nữa mất mạng. Cái giá để con phục hồi này là giúp một nhà bí ẩn đến trộm đồ ở đường ra. Thì ra là Đường đại công tử, tiểu nhân đây thất kính. Khuyển tử có mắt không trong mạo phạm Đường công tử, mong Đường công tử đại lượng bỏ qua cho. Tiểu tử vô duyên vô cớ, ngang ngược với ta, chắc ngươi có lộ tình, chắc có lộ tình. Ta bây giờ nghi ngờ Bắc Thành Bang có liên quan đến vụ án trộm nhà Đường gia ta. Hãy mang tiểu tử này về thẩm tra cho rõ. Câu nói này của Đường Béo chỉ là muốn tăng thêm mặt mũi, lấy chút nợ. Tần Hổ sao lại hoang mang như vậy? Hơn nữa, dù gì cũng là chủ một bang, rất giống có tật giật mình, không lẽ? Khuyển tử vô lễ, đại thiếu dạy dỗ nào đúng, Tần Mỗ sẽ có bồi thường, sẽ làm đại thiếu vừa ý. Hơm, ta muốn xem Bắc Thành Bang các ông bồi thường như thế nào. Nói qua loa cho xong. Đa tạ đại thiếu khai ân, đại nhân đại lượng, hôm khác Tần Mỗ sẽ đến thăm, cảm ơn đại ân đại đức của Đường đại thiếu. Ở đây không có chuyện của ông, nhưng con trai của ông mắng Quân Tam thiếu không phải nhẹ, chỉ cần hắn không trách tội, hai người được đi. Quân Tam thiếu, tiểu tử đắc tội, cả ác thiếu quân Mạc Tà nổi tiếng ở Thiên Hương quốc. Đôi cha con Tần Hổ ngang ngược đã lâu, không giết không vui, Bắc Thành Bang không trừ không vui. Tần Hổ vốn là bản thiếu gia muốn dạy dỗ một phen, nhưng thấy thái độ của ông cung kính, việc này coi như bỏ qua. Nhưng nghe nói Bắc Thành Bang mấy người mở nhiều sòng bạc, bổn thiếu gia muốn xem thái độ của ông ấy, muốn trực tiếp tặng bạc cho ta phỏng. Hoan nghênh Tam thiếu quang lâm, bảo đảm sẽ làm cậu vừa ý. Được rồi, đi đi. Ơi, đúng là mất hứng, tiểu tử thối, trở về từ từ dạy dỗ người. Cha Tam thiếu, tối mai có Kim Thu tài tử Yên ở Lạc Nguyệt Hồ, ngươi có đến hay không? Nghe nói có nhiều trò vui. Tài tử Yến, Đường đại thiếu, ngươi nhìn bọn ta giống tài tử hay sao? Tài tử gì chứ, chẳng qua chỉ là một đám mưu đồ danh lợi mà thôi, giống như tên Triệu Thành từng năm ngoái. Bổn công tử hứa sẽ cho hắn quan độc hậu, thế là hắn bám theo tâng bốc. Ngươi có biết bây giờ hắn làm chức quan gì hay không? Quan gì? Ta cho ngươi sắp đặt cho hắn làm ở hộ bộ, sau đó thúc ta tìm thấy tật của hắn, điều hắn đi mấy lần. Công việc của hắn là trả lương cho ta mỗi khi ta tắm, ngày nào cũng rửa quần lót cho ta. Nếu hắn thanh cao thì não tử không đầy đọa hắn rồi, nhưng tên này tiểu nhân mà giả bộ thanh cao, nói là danh sĩ phong lưu gì đó ta nhổ. Nhưng tốt nghiệp sinh của Văn Tinh Thư Viện đều là làm ra những chuyện làm nhục văn trường, ngươi nói có phần đúng hay không? Hai ta chẳng phải là người tốt gì, nhưng có xấu thế nào thì hại bao nhiêu người. Quan hạng vì trục lợi, nếu ra làm quan thì hại vô số bá tánh. Đúng đó Đường Béo, lão tử lần đầu thấy người nói ra thật là đại khoái nhân tâm. Nói hai nắm, chung này ta kính người, dù sao trừ đi cha con của Lương Văn Hổ, chỉ bằng cứ giao việc này cho Đường gia làm. Đường Béo ăn no uống say, chúng ta đổi nơi khác tâm tình. Ta thấy Di Hồng Lâu sạch sẽ sao hả? Di Hồng Lâu quả nhiên là một nơi yên tĩnh. Tam thiếu, ngươi đúng là chi kỷ của ta. Phòng bên có hai người Lý Huỳnh, họ đã đi, huynh thấy sao? Tên Đường Nguyên tuy có chút kiến thức, nhưng mà quá là bồng bột nóng nảy, không thành uy hiếp. Nhưng tên quân Mạc Tà này gần đây biểu hiện có vẻ không giống như là nơi đồn đại. Người vài ngày này nghĩ cách gặp mặt quân Mạc Tà. Ý của Lý Huynh là quân Tam thiếu, tiểu tử có chỗ kỳ lạ khác. Đúng, bên lão nhị vài ngày qua khả năng là có hành động, không biết là mục đích của lão Tam có quần là linh mộng. Không cần phải bận tâm, lấy tịnh chế động là thượng sách. Nhưng mà nha đầu linh mộng là huynh đã để ý chị, là huynh đã để ý đến. Không sao, nếu linh mộng để lão tử, để lão đại,
não nhĩ não tam, đánh đến chảy máu thành sông. Chi bằng, cầu chi bất đắc, đại nghiệp thiên thu vạn tải, nữ nhân so ra không đáng một xu. Tam thiếu, thì ra ngươi thích rượu đến vậy. Hôm nay nào ngoại lệ, kim thu tiết làm ta nhớ một số chuyện cũ. Đường béo, ngươi bây giờ thảm lắm sao? Tam thiếu, nhắc đến chuyện này ta muốn treo cổ, ngươi nói xem ta có xui xẻo hay không? Vậy ngươi có muốn thoát khỏi cục diện này? Tam thiếu, ngươi có cách hay sao? Đường Nguyên, chuyện nhà ngươi bị cướp có bao nhiêu người biết? Người biết bị bắt, người biết bị mất đồ không ít, nhưng cụ thể mất cái gì thì không nói ra ngoài nhiều. Trong lúc ngươi nói đường ra bị trộm, sắc mặt của Tần Hổ căng thẳng, theo ta đoán, hắn biết việc này. Ngươi nói Tần Hổ có liên quan đến việc này, ngươi chỉ cần về nói với cha ngươi, Bắc Thành Bang có liên quan đến việc này là được. Chúng ta không đổ oan cho hắn, không có tật giật mình thì sợ cái gì? Ngươi nói đúng, ta về báo lại cho lão gia tử ngay. Tam thiếu, ngươi tự về đi Hồng, ngươi tự về Di Hồng viện đi. Mau. Lão gia tử ở đâu, dẫn ta qua đó. Hả, tên khốn này lại đi đâu gây sự phải không? Không phải đâu, con có tin về đạo huyền đan. Đường Nguyên giải thích, theo lý mà nói thì việc này không có chút liên quan nào đến Tần Hổ. Tôn Nhi cảm thấy trong đó ắt có vấn đề. Tam thiếu nói với người, quân Mạc Tà có thù với Hắc Thành Bang, Bắc Thành Bang hay sao? Nếu hắn có thù thì với tính cách của hắn, Bắc Thành Bang đã bị hắn diệt từ lâu. Ra ra, huyền đan rất quan trọng với chúng ta. Thà tin là có còn hơn là không tin. Đúng vậy, thà tin là có còn hơn là không tin. Truyền lệnh của ta, tập hợp huyền giả ở trong phủ, tối nay đánh chúng không kịp trở tay. Thần binh phổ, đây là gia huy của Độc Cô Thế gia. Thần binh phổ, ta có tìm được thứ ta cần hay không? Xin hỏi vị công tử này, xin hỏi cậu muốn mua binh khí thế nào? Ta không phải muốn mua binh khí đang có, ta chỉ là muốn hỏi ở đây có hàn thiết hay không. Công tử gia thì ra là hành gia, người trong nghề, nhưng mà hàn thiết tiểu điếm tạm thời không có, cương thiết trải qua thiên bách luyện được chứ? Nếu là bách luyện thật thì được. Tinh cương thuyết bách luyện mà ông có thật là tinh cương bách luyện hay không? Công tử quả nhiên là hành giả. Bách luyện cương, tuy phần lớn chỉ có thập luyện, nhưng chất sắt đúng là rất tốt. Vài ngày trước vừa chuyển đến một vẫn thiết, không biết là công tử có hợp ý hay không? Vẫn thiết, dẫn ta đi xem thử. Được, ta sẽ lấy vẫn thiết này. Độc Cô tiểu thư, chúng ta đúng là có duyên. Chỉ bằng để tiểu đệ trả dùm cho tiểu thư nhé. Quân Mạc Tà đúng là tà môn, sao ở đâu cũng gặp ngươi vậy. Tiền hai ta thắng chung, ngươi còn chưa đưa cho ta, tiểu tử ngươi thắng được bao nhiêu đồ tốt? Dùng một cái vậy. Ta muốn dùng để đánh một thanh đoạn đao mỏng thôi, ẩn trong tay áo, cũng tuyệt lắm. Một khối đại khái vẫn thiết mà rèn một thanh đoạn đao đúng là phí của trời. Ông chủ, khối thép gì này bao nhiêu lượng bạc? Khối này na nịch bất phàm, tiểu điếm chỉ ra giá 8 vạn lượng bạc. Rẻ thế à, thiếu gia ta mua. Còn khối sắt này, bách luyện tinh cương, tuy không so được với vẫn thiết, cũng 2.000 lượng. Ta mua hết, ở đây có 9 vạn lượng, không cần phải thối. Vốn là thay đổi cách nhìn với hắn, không ngờ vẫn là một tên công tử bột đáng ghét. Quấn tam thiếu, tiền ngươi trả. Ơi, khối đá này bổn tiểu thư lấy đi. Được, Độc Cô tiểu thư, cô xem, hai khối này ta mua cả, cô lấy khối to hay là khối nhỏ, sao hả? Cái gì, ngươi muốn chết hay sao, quân Mạc Tà? Độc Cô tiểu thư nói đi đâu vậy? Tất cả có hai khối, lớn cho cô còn muốn sao? Được nắm, quân Mạc Tà, ngươi gan lắm. Ơi, ngươi đừng về, ngươi đừng để rơi vào trong tay của ta không bỏ qua đâu. Trưởng quầy, nhớ đưa khối bách luyện tinh cương qua đó, đừng chậm trễ. Còn khối vẫn thiết này, các ông chế tạo thành binh khí, cần phải luyện bao nhiêu lần? Tối đa 3 lần. Có lần văn phát ra hàn quang, nếu tạo thành binh khí sắc bén vô cùng. Chém sắt như là chém bùn được chứ? Công tử chắc có hiểu lầm, chém sắt như chém bùn là thần binh nhất đẳng, trong tay cường giả thì làm được. Đừng nói là tiểu điếm, khắp thiên hạ này cũng cực kỳ hiếm. Bỏ đi, để ta tự nghĩ cách. Ông bảo người làm,
đưa đến phủ quốc, đưa đến quân phủ, không vấn đề. Quân gia muốn tự mình đúc đao, nếu luyện ra được, đến cổ lão phu chịu viết ngược lại.